Xin chào tất cả bạn nhá. Hiện tại thì mình đang có mặt tại nhà. Thì sáng nay thì mình có thịt một con lợn để mà ăn Tết đấy. Thì sáng nay thì bạn Phen Phen đã lên hộ mình thịt lợn. Đấy. Nếu mà mọi người muốn xem hai anh em mình thịt lợn nào thì qua kênh Phen Phen để mà xem nhá. Vì bây giờ là mình chế biến lọc thịt hết tất cả rồi. Bây giờ là sáng nay là bố mình với mình là ướp thịt xong là để mà mấy hôm nữa là treo lên làm thịt treo. Đấy, còn bây giờ là mình sẽ chế biến thức ăn để mà tối nay là 5-6 giờ là mình sẽ mời bạn bè anh em đến để mà dự cái bữa cơm gọi là bữa cơm Tết. Đấy, mời anh em bạn bè. Chế biến đồ ăn là sở trường của mình. Chiều nay sẽ nấu mấy món đơn giản thôi. Thì sáng nay thì mình cũng đã điện cho bạn bè mình hết rồi. Dự tính thì mình làm khoảng tầm 4-5 mâm. Mang ra quay đây. Đấy, bạn ra quay đây này. Đấy, giới thiệu mọi người nha, đây tí mình sẽ làm món thịt nướng nhá. Thịt nướng này. Đấy, thịt lợn sáng nay mổ thịt tươi luôn. Lợn đen nhá, lợn này là mình mua ở trên trên Đán Dầu nhá. Thì hôm qua có anh Ngán ấy, anh Ngán với em Thành ở trên Đán Dầu là chở xuống cho mình. Giờ phải cho nó bé ra. Thì nó mới bám vào thịt nó mới thơm. Cho một ít mẻ nhá. Có mẻ này, mẻ đây. Ui. Sao vào tầm khoảng độ 30. Mẻ này cho nhiều là thịt nó không bị cháy. Mình nướng nó không bị cháy. Tí nữa. Hơn 30 một tí. Đấy. Cho một ít nước mắm này. Cho thơm. Rồi. Thì mắm muối mì chính lấy mình đã lấy vào rồi nhá. Mắm muối mì chính cho đầy đủ. Cho riêng đi. Riêng á. Riêng. Riêng bây giờ phải không có cái ấy phải dùng cái nạo này. À, cái cây gì đấy? Cái cọng. Cây này là cây song. À, cây song á. Ờ này. Riêng tím nhá. Riêng tím này. Ờ nhỉ. Riêng này mới thơm. Nạ nhỉ. Riêng tím là thơm lắm. Xem cái cây này bao giờ đâu? Chưa. Làm bao giờ nhìn đã? Nhìn như kiểu cành cọ nhưng không phải. Ờ, mình lấy nạo nạo rừng nạo riêng ấy. Cái gai này nó rất chắc. Đây gai sần sần đây này. Gai sần sần này. Cái xong này là để làm cặp bếp đấy. Đúng không? Nó có gai nhiều lắm cây này. Người ta đéo đéo gì để làm cặp bếp. Cặp bếp. Cặp bếp cũng được. Nhà có mấy cái mà. Thế yeah, chỉ cho cái á. Ờ ok. Cái này lấy đây phải lấy cây ra. Ok, cái gai nó chắc nhỉ. Đấy, bây giờ mình cho hết gia vị vào rồi nhá. Bây giờ mình sẽ bóp lên, bóp đều lên là được. Mình xem có anh nướng thịt kiểu này không? Hả? Có anh nướng thịt kiểu này không? Nướng bếp ga rồi. Nướng bếp ga rồi. Từ ngày đi theo ước với anh Thắng học được bao nhiêu thứ. Đấy. Mình có đủ gia vị vào thì nó sẽ ngon hơn. Đấy, bây giờ trong lúc đợi cái thịt nướng kia nhá, thì bây giờ anh em mình sẽ thái để mà tí xào tổng hợp. Đấy, có cả tim nhá. Tim này, lưới gan này. Đấy. Thận này. Xào tổng hợp luôn. Tổng hợp cho vào xong tí mình xào với hành, hành tươi ấy. Đấy. Ơ, miếng này miếng mỡ mà cũng nướng á. Cho vào. Không, vẫn xào mà. Ờ, xào á? Ừ, xào lẫn lộn một tí thì nó mới mềm ngon. À thế à? Thôi nhỉ, có mỡ này. Còn nguyên thịt nạc nó khô lắm. Ờ, thế tí mình cho đỡ phải cho mỡ nhỉ? Nhưng mà đi miếng là được mà. Ui, dưới mỡ kìa. Mỡ này nhưng nó không ngấy. Mỡ này không ngấy. Mỡ này ăn giòn, thơm, không ngấy. Da nó cứng thật đấy. Con lợn này già rồi, da cứng lắm. Bì, dày. Cho vào mấy miếng này thôi. Đấy, nhỏ nhỏ. Hai anh em mình sẽ đi lấy khoai tây ở vườn ở đằng sau bờ chỗ vườn nhà mình ở bên này nhá. À. Ở đây thích nhỉ, đâu có nước. Đuổi đi, đuổi nó đi. Ấy, con trâu đi ăn cỏ. Ăn no nhỉ. À, ông cho trâu đi ăn cỏ à? Ừ. Cho thấy cái bụng nó lo cành ra vẫn cho đi ăn à?
thôi, nó bé quá không cưỡi được. Nhưng mà nhìn ở mặt trời sắp như kiểu sắp mưa nhỉ, nhìn bầu trời kìa. Đang mưa đây, mưa đâu đây. Ờ gì sắp mưa to rồi, sắp mưa to. Ô lại còn trèo lên đây á. Ô xa xa nhìn đằng núi đẹp chưa, ước này nhìn núi kìa. Ui quá tuyệt vời cảnh, trời ơi. Ơ ruộng này đã cấy rồi đấy. Ở đây mà lúc mà cánh đồng này nó chín vàng rồi, nó đẹp rồi. Quanh người ta ruộng. Ôi ở đây á các bác, đây này, đây này, xa xa đằng kia nhá, nhìn các bác nhìn thấy núi kìa. Đây núi như kiểu cái răng cưa ấy. Ờ ở Phong Quang, nhìn nó gần gần đây thôi nhưng mà nó cách đây chắc phải tầm chục 20 cây số ấy. Còn những cái phần trắng 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 kia là mạ, người ta ủ mạ. Đấy mạ nó còn non nên là phải ủ cho nó. Đây như cái mạ này này, đó. Ủ lúc nó còn non, sau đó là nó sợ nó lạnh nó chết nên là phải ủ vào. Đến lúc mà chuẩn bị đi cấy thì người ta mới mở ra để đi cấy. Đấy cây mạ. Cũng tùy từng vùng, ví dụ mà khu nào mà nó ấm sớm ấy thì là người ta sẽ trồng lúa sớm. Còn đâu nếu mà thời tiết nó lạnh thì trời qua Tết. Hả? Đâu? Ồ nhỉ. Đặc điểm phân bố dân cư của người Tày thì thích nơi nào có ruộng lúa, gần khu nào có sông suối ấy, thì sẽ trồng lúa. Đó. Người Dao thì ở phần trung du miền núi, ở trên cao kia, ở đầu nguồn nước. Vườn xa thế. Đây, đây luôn. Ok. Ok mà. Bờ ruộng này là đắp bằng đất. Nên là đi cẩn thận là trượt là vô ếch luôn. Ui. Ơ cây này như kiểu cây mía nhỉ? Cỏ voi nhưng mà cỏ màu đỏ. Đấy, khu này ruộng của nhà mình hết mà, khu này. Ơ thế à? Ừ. Ơ nhỉ? Vườn rau ở dưới kia cũng của mình à. Ơ nhỉ? Bây giờ đang trồng dưa chuột, đang trồng dưa chuột ở kia. Ở dưới kia? Đây có đường đi mà, đường bê tông. Khu này có đường bê tông đi ra ngoài kia. Ơ nhỉ? Hà Giang thì ngoài cái khu vực cao nguyên đá Đồng Văn ấy thì là còn rất là nhiều cái vẻ đẹp. Như kiểu phía tây Hà Giang ấy là Hoàng Su Phi thì rất là nổi tiếng với ruộng bậc thang. Đấy ruộng bậc thang thì một năm thì có hai vụ, một vụ là mùa lúa chín thì tầm tháng 6, tháng 5, tháng 6 thì tất cả các cánh đồng lúa là chín vàng, có một màu vàng rất là đẹp. Và mùa thứ hai là mùa thời điểm bây giờ, mùa nước đổ, nhưng mà người ta chưa cấy lúa cơ. Đó, mùa nước đổ là ruộng lúa này, nước từ đổ từ ruộng trên xuống ruộng dưới. Đấy, từ trên cao nhìn thấy là ruộng bậc thang, nên là nước từ đổ ruộng trên xuống ruộng dưới, đổ tiếp, đổ tiếp, đổ tiếp. Rất là đẹp. Ôi trời ơi, rất là bất ngờ với cả cái vườn rau của nhà Ước. Đâu khoai tây đâu? Đây. Ô, thật à? Ôi nhỉ. Đây đâu, đâu 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 đâu. Ấy. Bây giờ mùa này là lạnh nên là nó bị ấy rồi. Dụng cái lá đi đúng không? Ừ. Nó chết đi để giữ nhiệt à, giữ nước. Giữ lạnh. Ấy khoai tây. Quả bé này sao nhiều nó nhỉ? Lại lớn mà. À nhỉ. Đây này, đây. À nhỉ. Đây toàn mẹ chồng mà. Ờ. À, như đàn lợn con ấy. Còn đây là củ kiệu. Đây à củ hành. Kiệu. À. Rau cải bên kia, bắp cải. Củ ở kiệu. Bên kia còn trồng nhiều nữa cơ, ở bên kia ấy. Củ kiệu này ấy nhỉ? Củ kiệu này muối được. Muối như kiểu kim chi ăn ngon lắm. Ấy, đầy này. Nhiều thế. Những cái quả bé này vùi là sau này nó lại lớn rồi mà. Ờ. À. Ơ lại vùi vào á? À? Mình chỉ chọn lấy những quả to thôi. Ờ. Ước đây đây có cái vườn cái gì? Cây rau cải à? Ờ rau cải. Rau cải. Cây bắp cải ở kia, tí mình lấy một quả về. Lấy những cây cây cao cao vàng vàng ấy cơ. Đây này. À. Đây. Dạ. Ngô nếp. Hầm à? Đây mà. Đó. Đây. Cái cây vàng vàng này. Cây rau cải. Rau cải. Hoa cải. Ui. Cảnh đẹp quá. Không ngờ là khu nhà Ước ở như một thiên đường. Hoa cải vàng. Chiu. Đấy, hoa cải này mọc ở khu vực mà có nhiều đồng lúa này đẹp. Cây ngô lon này. Ngô này tháng mấy thì thu hoạch được ở Ước? Ngô này á? Ngô này là ngô mình trồng ngô nếp để ăn thôi mà. Ừ. Nhiều lắm. Lấy xong chưa đi về đi. Ờ, lấy xong rồi. Ô bây giờ cho vào cái gì á? Bây giờ đựng vào cái gì mang về? Bây giờ á? Ừ. Bây giờ cầm về. Lấy cái lá chuối. Ờ, đây rồi, đặt đây. Đâu?
Đây là Burin. Đây là xua đuổi chim. Chim chóc. Chim bồ câu trước lúc gieo hạt này là nó hay về đây. Ờ. Nó hay về đây ăn. Ở đây là rau sạch luôn. Chả bao giờ chăm tưới gì luôn. Đất nó tốt mà, đây trên đất ruộng mà. Được. Là... một lồi canh xương thôi. Hay là bới thêm tí nữa. Lấy 1-2 củ á. Lấy củ to thôi, củ nhỏ để cho nó sống. Ừ. Cho nó lớn. Nhưng mà vùi lại nó có sống không? Có mà. Nó còn lớn lên bình thường mà. Ủa? Được rồi đấy, đi. 1 củ nữa. Bới tham đấy. Bơm 2 bát. Canh. Từng ngày. Thoải mái luôn. Hành thì sáng nay mẹ lấy rồi. Ờ. À, lấy bắp cải quên mất. Đâu. Đây. Ờ. Bắp cải để tí về luộc. Không phải mua nha, nhưng rau không phải mua luôn. Này mày cái bắp cải đấy. Một cái này. Ui ôi, tí là ngã. Trơn quá. Tí là vô ích. Tí này bảo đi mua. Về đi. Rồi bọn em đi về đã nhá. Ước đi không nhường đường cho Châu gì cả. Ô, xin chào người xinh đẹp. Hello, xin chào mày. Đi ăn cỏ hả? Ba. Ý, chào con Châu mà. Rửa. Rửa qua đây tí. Ừ. Tí mình rửa qua cái đất nó đi. Mình rửa qua đó tí, mình phải lấy lên nhà gọt nữa. Rửa qua cái đất thôi. Đi về đi. Đấy, bây giờ anh em chuẩn bị được từng 4-5 món rồi. Đấy, có món thịt nướng này, thịt xào này, xương cái gì nấu với canh khoai tây nhá. Và bắp cải thì sẽ luộc. Bây giờ mình phải xiên thịt xong rồi đi nướng trước. Bởi vì món này là lâu chín hơn. Xiên, phen phen tí hộ xiên đó nhá. Mấy xiên đấy, làm mấy xiên đấy? Cứ làm cho hết thịt như đó, một chậu mà. Thịt ngấm gia vị chưa? Ui ngấm rồi. Mình để phải mấy 20-30 phút đấy nhỉ? Hơn rồi, gần tiếng rồi. Nhưng mà để thưa thưa nó ra cho nhanh chín chứ nhỉ? Đấy, xiên này ép tầm này là đẹp. Đừng ép quá nó lâu chín này. Ngấm gia vị hết này. Giới thiệu với mọi người, đây là món thịt pho nhá. Nguyên liệu của nó gồm thịt nạc này, thịt mỡ này, trứng này. Đấy. Với cả rau răm. Xong là gói vào cái làng hóa này một lớp này. Xong lớp bên ngoài là lá rong nhá. Đấy. Món này rất đặc biệt. Nhiều người là chưa biết làm món này. Đấy, gói vào. Xong là tí bắt đầu kẹp nhá. Kẹp vào cái kẹp xong là nướng lên. Đấy. Kẹp vào kẹp sắt này. Bây giờ sẽ ép kẹp vào. Xong là nướng trên than. Món này rất là thơm. Ước ơi. Sao cái này bó thành một cục này á? Bó thành một cục tí cho nó ủ nó chín, bắt đầu tí mình mới bỏ nó ra. À thế à? Ờ. À đúng rồi, không có tí mới tẽ đâu. Một vòng nó bắt đầu tí mới bỏ dây lạt ra. Đấy, xong là đi làm món xương hay món xào trước? Bây giờ á? Làm canh xương khoai tây. Canh xương thôi. Thế món xào bao giờ mọi người đến mới làm tiếp đúng không? Món xào làm sau thôi. Đi làm món xương đi. Đi. Okay. Đấy, bây giờ bắt đầu làm canh xương nhá. Nhưng mà phải đảo xương trước. Làm canh xương khoai tây nhỉ? Canh xương khoai tây. Làm bếp củi nó nhanh nhỉ? Nóng nhanh. Đấy, cái món thịt nướng là anh em bó vào như này. Đấy, sắp chín rồi này. Đấy, chỉ cần nó chín xong là bỏ ra là hơ ở ngoài nó sẽ vàng. Vàng là được, nhanh hơn nhiều. Nhanh hơn mà mọi người tẽ ra xong là bắt đầu nướng từng xiên thì nó lâu. Cái này nó ủ chín rồi. À, nó ủ chín nhỉ, hôm nay mới học được đấy. Nóng. Ấy, cho này cho nước vào nhá. Xiên nó vàng. Ôi giờ để nó chín xong mới cho khoai tây vào nhỉ? Cái này bây giờ cũng đã sắp được rồi đấy. Cái này á? Ừ. Cái này để bao nhiêu lâu thì nó sôi lên khoảng tầm 30-40 phút thì mình cho xương vào nhỉ? Cho khoai tây vào nhỉ? Mình ninh xương. Ninh xương lúc nào sôi mình mới cho khoai tây vào. Ok. Ba đĩa này vừa luôn nha. Cho hành vào nhé. Cho thơm á?
cho hành, tạo hành. Ừ. Cho nó chín rồi mình mới đổ hành vào. Chín chưa, chín chưa? Chưa, một tí. Thịt nướng chín chưa ước rồi? Chín rồi mà. Thế á? Bây giờ ủ đấy cho nó nóng thôi. À, cứ để cho nóng rồi đúng không? Thì lúc mà mình chuẩn bị ăn thì mình bỏ ra. Mình nóng ăn ngon hơn. Ngon nhỉ, thịt này. Thì... nướng lâu ấy nhờ. À. Cứ để ở bếp này cho nó ấm thôi, nó nóng thôi. Tí bỏ ra là ăn. Ui, nóng. Ừ. Chia được 3 đĩa nhỉ? Được. Ừ. Đấy, sao tổng hợp đây nó mới ngon. Nóng hổi. Thịt thì không ngon. Miếng mỡ ơi to quá, siêu to khổng lồ. Quyền thái miếng to. Ừ. Oh, cái đây cái lưỡi. Đi bản cùng anh Thắng nhiều quá, quyền thái miếng to. Chặt gà cả con. Chặt gà 3 miếng à, 4 miếng à. Một con gà chặt thành 4 miếng. Anh đâu xem nào. Ôi, xin phép các bác nhé. Em cầm tay. Sao là nó vừa chưa đâu. Ừ. Ngon quá. Ngon lắm. Vừa mà. Vừa miệng. Đủ chưa? Còn món gì không? Còn gì không? Sao có bát tiết canh siêu to khổng lồ đây? Ừ, bát to quá. Đây nhỉ? Có gì à? Ờ. Có, anh ạ. Rau cải. Ơ, ước ơi, ước ơi. Đây, cái bát đấy để đổ nhân đây. Tiết canh đi mà. À, ừ, tí ai ăn thì lấy vào thôi. Ờ, thế à? Ừ, ai ăn thì lấy vào. Ờ. Đây là thịt xào tổng hợp. Sườn xào. Đây cái món pho của đồng bào dân tộc thiểu số người Tày. Buổi bữa, bữa trưa. Ý, canh xương khoai tây. Đấy, phải thế chứ. Thế mới là đúng là lữ công gia chánh. Sắp cháy chảo. Cháy rồi. Em chào anh nhá. À rồi. Đấy có chai rượu của anh Hùng nọ ở Hà Nội biếu mang lên đây tí nữa anh đây, em mình đây rượu luôn. Gì đây anh? Rượu gì? Mấy cả có thùng quà. À ôi nhiều quà đấy anh. Đấy. Em cảm ơn nhá. À, cho Coca-Cola. Với nhà bảo Phong ra đón anh bảo là đấy. Còn phen phen tí nữa nó chỉ uống Coca thôi, rượu nó không uống. Đi ô tô. Đấy. Không uống rượu à? Ừ. Tài xế. Cái này rượu lần trước kìa anh. Rượu Nga. Rượu của Nga đấy đúng không? Rượu này là Hello Montasoa. Không biết rượu gì. Ai da, 38 độ đấy nhá này. Kuasaba. Xịt phết nhỉ. Nào, đi kia cho bà ngồi nào. Cho bà ngồi với gì? Ờ, mua sữa cơm hổ. Đi sang bên này cho bà ngồi bên trong. Anh Thắng ngồi bên này đi. Để em ngồi bên này. Ừ. Thắng. À ừ nhỉ, ước ngồi đây ngồi. Thường có rượu chưa? Đây có rồi. Có bát chưa? Con mới mua bán cơm nha. Vâng. Em ăn cơm nhá. Dạ. Ờ. Chú thôi. Mời hai cháu. Em mời nhá. Dạ vâng vâng. Em mời chị nhá. Vâng. Chị ăn cơm nhá. Vâng. Thì ai đến sau thì ngồi sau thôi. Dạ. Cơm nhá. Em anh mời. Thôi em anh. Rồi, nào, đầu xuân năm mới. Chúc năm mới nhá. Chúc gia đình bạn sự như ý. Cho phanh phanh cày phanh nào. Sức khỏe dồi dào. Dùng loại này thôi à? Ừ. Tí lái xe cho anh Thằng. À rồi rồi.
rượu này nó độ mạnh hết đấy. Rượu này 38 độ. 38 độ. Cái gì anh nhỉ? Anh vừa bảo gì? Cây bạch dương. Dùng nhá, tự nhiên nhá. Ok ok. Ở Nga. Đây. Anh ăn đi. Rượu này khác mà. Cái ớt. Ớt đây. Đem ớt vào đây cho. Giờ đây mới nấu. Ừ, chú nấu đấy. Ừ. Nguyên bảo đấy. Đạo ơi, đứng lại. Chống nào mà ép được 4 mảng. Kiểu ngày xưa thêm nhân khẩu ở trên đất đi anh. Ép đổ, ép đổ.